Chào các bạn, học bài cùng mình nhé. Ok. Con ghi chữ gì đây? Rồi con ghi chữ. Tiếp tục ghi coi, ghi cho các bạn xem coi. Ok, ghi nè. Chữ ơi. Ừ, đúng rồi, tiếp tục ghi đâu? Ghi này. Xuống hàng, đúng rồi. Xuống hàng chỗ nào? Chỗ này. Thì ghi đi, ghi chỗ nào? Xuống hàng chỗ nào? Chỗ này hả? Đúng rồi, ghi đi, để lên đây cho các bạn coi. Cái này không biết ghi nữa mà. À, ghi chữ cờ, cái quyền cờ, lần đầu tiên bó ăn học luôn. Cờ, ô, quyền cờ hả? Ừ. Đúng rồi, xong ghi chữ O. Đó, ghép lại thành chữ cờ á, lắc cờ á. Giống như cái đít đó mà, giống như đít còn ỉ quá. Trời ơi trời. Con học mà con đang học mà con nói chuyện đàng hoàng mà đừng nói từ không có hay, hiểu không? Nè. Cờ cơ quyền cờ. Cờ cơ quyền cờ. Ok, tiếp tục ghi coi. Lần đầu tiên bỏ ăn ghi luôn nha mọi người. Mẹ ơi. Con ghi coi, hả? Con chào các bạn nha. Mẹ. Hả? Mấy hàng con thì bạn ơi, mới thì kia con giỏi hả? Bảo An hơn 4 tuổi rồi, gần 5 tuổi nha mọi người. Nè, tô nha mọi người, nhà mẹ tự tập tô. Chưa học lớp lá, nó chuẩn bị nghỉ hè chưa lớp lá. À đó, cờ cơ quyền cờ. Cờ ô quyền cờ. À đúng rồi, giỏi quá, tiếp tục. Tiếp chữ kế bên. Cờ ô quyền cờ. Đúng rồi, cờ cơ quyền cờ. Các bạn nhìn bảo An ghi đẹp không? Đó, bảo An là đầu tiên ghi chữ cờ luôn á mọi người ơi. Là đầu tiên ghi luôn nha. Cờ ô quyền cờ. À, các kêu các bạn đọc theo mình, cờ cơ quyền cờ. Cờ ô quyền cờ. Ừ, rồi ok, tiếp tục chữ kế tiếp. Đây. Ta ghi để đâu? Rồi. Đúng rồi. Để cho xả sắp cho hay ngắn vậy đó. Để ra gì, để gì vậy? Giỏi quá. Rồi, xong thì bạn ở bên kia học á, bạn bên kia bà dạy học. Con học bên đây cho giỏi hơn bạn đi, bạn bị bà quánh, quánh đòn. Con học giỏi không có bị quánh. Yeah, yeah. Ừ, con tiếp tục đi, tiếp tục đi. Xong rồi. Này các bạn. Nhìn tôi này các bạn ơi. Đúng rồi. Nhìn tôi này các bạn ơi, đúng rồi. Nhìn Bảo An học bài. Rồi nhìn bố An nè, học bài nè. À, tiếp tục. Đọc đi, cờ, ở cơ quyền cờ. Cờ ô quyền cờ. Cờ ở cơ quyền cờ. Cờ ô quyền cờ. Tiếp tục. Này hả? Ừ. Quang tự biết ghi, tự biết xuống hàng, tự biết cách chữ rồi. Dạ. Ừ. Con cũng học bài. Cũng thấy bài ghi đẹp không cả nhà ơi? Ghi đẹp. Đẹp quá, mình giỏi quá đẹp quá. Luôn, quá đẹp luôn nha. Rồi, xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn, tôi đang học bài nha. Bye bye các bạn. Giờ bye bye các bạn, để con học bài tiếp nha. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ sao? Các bạn nhớ sao? Thì cũng nóng mà 45 ký cơ thì phải chụp ba cho mình nha. Trời dữ luôn. Đúng rồi, trời ơi, chắc còn giỏi hơn mình đó mọi người. Các bạn bấm đăng ký kênh và bấm subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều. Các bạn ủng hộ mình nhé. À, đúng rồi. Bye bye các bạn. Ừ.